Hello nha, chào mừng quay trở lại kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi tất cả các loại cây để vẽ cái đường bot nhập nha. Ok. Rồi. Ok, mình sẽ chơi tất cả loại cây và trồng multi luôn. Multi tức là cả các hàng đó. Bắt đầu từ cái hoa nha mọi người. Hoa thôi không cần đâu. Rồi. Đây nguồn nút này. Cái min power này. Cái non fat này. Super này. Fat better này. Lắm đi. Bắt cầm. Tấm vàng thì hoa cả nhau nha. Bắt xa này. Đây là đào đất đấy. Thường của mình. Đập cao. Cái băng của nó, cái băng bỏ qua đi. Cái nấm độc, cái nấm này. Đây là ăn này. Cái bè pet này. Ok, mình sẽ chuyển sang mặt khác nha các bạn nha. Rồi mình chuyển sang màn ban đêm nha các bạn nha. Mình sẽ chơi cây theo kiểu là đó là đi. Ok. Wah!
đây mình được hàng 500 nữa nha. Sắt đề phòng. Tăng tốc độ lên. Ở đây có sẽ có một con tiền rồi. Hút mấy cái tiền để cho đỡ phí. Nhìn chung vi siêu to khổng lồ nhau nhé. Sao có con zombie nhỏ đấy nhỉ? Có zombie nhỏ luôn to luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu tổng khởi nghĩa 22 để khởi nghĩa dài lâu quá. Đấy, cậu nhìn này. Khi chúng ta về cái mặt 2 tiếp tục dùng bot nó ra liên tục cho các. Một đội quân ra liên tục nhưng chúng ta vô cùng luôn nhé. Nếu các bạn chơi các bạn bắt chúng ta không ngừng nghỉ luôn.
Kita tutup dulu jatah dayanya.